Nga xin kính chào quý vị, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với kênh Nga Võ Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2024 Trong video hôm nay, Nga kính xin gửi đến quý vị Tiền hưu Medicare Trả lời câu hỏi quý vị để lại Nga sẽ chia sẻ đến quý vị câu chuyện thực tế đã xảy ra tuần trước Khi mà quý vị đến sở ứng sinh xã hội Và nhận tiền hưu á Và sau đó quý vị nhận được cái email thông báo rằng quý vị cần đóng số tiền Medicare mỗi tháng 174 đô la 50 cent. Quý vị liên lạc với Nga hỏi làm cách nào để mà được miễn giảm đóng cái số tiền 174 đô la đó tại vì thu nhập hưu của quý vị là thấp Nga chia sẻ đến quý vị và quý vị đã đi đến sở ân sinh xã hội và quý vị đã thông báo chia sẻ với Nga rằng à, quý vị đã được miễn giảm Nga sẽ chia sẻ cái câu chuyện này đến quý vị Nga rất là kính mong quý vị nhấn cái nút xa để quý vị nằm trong cái trường hợp này sẽ được sự giúp đỡ từ An sinh xã hội ạ. À. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga những phần chi tiết sau đây. Quý vị hỏi rằng, cảm ơn Nga cho chị hỏi những người chưa tới 62 tuổi làm tiền lương thấp mà xài bảo hiểm sức khỏe miễn phí, không xài food stamp, vậy khi bán nhà có bị trừ không? Dạ Nga chưa rõ cái câu hỏi của quý vị ở đây bị trừ là như thế nào. Ví dụ như nếu như mà quý vị hỏi rằng cái thu nhập cái mức tối đa đó thì tùy theo tiểu bang người ta đưa ra cái mức thu nhập và cái mức lương quý vị làm hàng tháng là bao nhiêu thì tối đa và trong đó nếu như mà quý vị vượt quá cái tối đa đó đó là quý vị sẽ không được nhưng mà nếu như mà cái tháng này á, quý vị vượt quá cái tối đa người ta đưa ra thì cái tháng kế tiếp quý vị làm giảm lại thì quý vị sẽ là xin tiếp tục được. Nếu như ý quý vị hỏi rằng nếu như mà quý vị bán nhà, quý vị có được có số tiền quý vị bỏ trong ngân hàng thì trong trường hợp đó Medicaid biết được quý vị sẽ bị mất đi Medicaid hay không? Khi mà quý vị nhận cái chương trình Medicaid là người ta dựa trên cái thu nhập hàng tháng của quý vị. Mặc dù là các cơ quan Medicaid không có cái quyền truy cập độc lập vào cái việc báo cáo tài chính của quý vị người nhận medicaid ví dụ như trong ngân hàng của quý vị chẳng hạn nhưng medicaid sẽ thực hiện cập nhật hàng năm để bảo đảm rằng quý vị là người nhận medicaid vẫn đáp ứng các cái yêu cầu về cái tính đủ điều kiện tài chính ví dụ như năm này quý vị có thể là quý vị đủ điều kiện nhưng mà sang năm nếu như quý vị đi làm quý vị có cái thu nhập thì trong trường hợp đó quý vị có thể là không có đủ điều kiện hoặc là ví dụ như là cái tháng này quý vị không có đủ điều kiện, tháng tới quý vị đủ điều kiện thì quý vị là xin trở lại. Hơn nữa, cơ quan Medicaid có thể là yêu cầu sao kê bản ngân hàng bất cứ lúc nào, không có phải là hàng năm. Cho nên là quý vị lưu ý cái phần này. Khi quý vị nhận cái chương trình Medicaid mà Long-Term Care, chứ nghe là chăm sóc dài hạn. Nga có chia sẻ rất là chi tiết trong cái video số 807. Nếu như mà quý vị đang nhận cái chương trình Medicaid, quý vị nên biết cái điều này ạ. À, như là liên quan tới tài sản của quý vị. Và cái video số 810, Nga cũng có chia sẻ về chương trình Medicaid trong cái lúc mà quý vị, nếu như mà quý vị nhận nhất là dài hạn đó, thì quý vị cần biết và tránh hay trong việc này người mẹ qua đời và con đó là bị Medicaid thu hồi nhà, đây là một cái câu chuyện có thật. Nếu như mà quý vị đang nhận cái chương trình Medicaid nga cũng rất là kính mong quý vị tham khảo cái video số 810, đồng thời giúp nhấn cái nút share, chia sẻ video để bà con mình biết được những cái thông tin này có thêm được cái phần là để tham khảo ạ. À. Quý vị có hỏi rằng cập nhật cho mình thu nhập tối đa để hưởng Medicaid ở tiểu bang Arizona. Thanks bạn. Bên Arizona có nhiều cái độ tuổi khác nhau và Nga sẽ chia sẻ đến quý vị cái phần dùng cho người lớn. Người lớn hoặc là trong một hộ gia đình. Nếu như một người đó thu nhập mỗi tháng 1.670 đô la, hai người 2.266 đô la, 3 người 2.862 đô la, 4 người 3.458 đô la, chính là tiền quý vị đi làm một tháng. Và cứ như vậy quý vị, quý vị cộng 597 đô la cho một người. Có một quý vị từ bên tiểu bang California đã tới tuổi nghỉ hưu. Và khi mà nhận được cái thông báo đó là phải trả 174 đô la 50 cent tiền mỗi tháng cho Medicare. Nhưng mà sau đó, quý vị cũng đã hỏi Nga và Nga đã chia sẻ những cái thông tin cần thiết và quý vị đã làm theo. Và khi quý vị đến sở ân sinh xã hội, quý vị cũng làm theo những cái điều mà Nga chia sẻ, đồng thời tới đó người ta giúp đỡ cho quý vị. Cuối cùng, quý vị miễn giảm không phải đóng 174 đô la 50 sen mỗi tháng tiền Medicare. Và quý vị về hưu đó là một trong những cái điều mà quý vị cần đóng tiền đó là medicare chứ không có miễn phí dạ đây là cái kết quả một chị bên tiểu bang california đã chia sẻ xin chia sẻ với nga chút sáng nay chị có ra medicare office và trình bày như nga đã hướng dẫn họ đưa cho chị một tờ đơn và bảo đưa qua dpss chị qua đó bà này cũng trình bày chị gặp được người việt nam và cũng trình bày Họ nói chị muốn gặp quốc cờ bây giờ không? Chị nói được và chị ngồi đợi khoảng 20 phút thì có một quốc cờ người Mỹ đưa giấy tờ và bảo ký. Cô Việt Nam nói chị không phải trả 174 đô la 50 cent cho PAPI. Trong cái phần PAPI chứ như là bảo hiểm Medicare là như quý vị biết khi quý vị về hưu quý vị đến tuổi 65 quý vị đăng ký thì quý vị một trong những cái số tiền quý vị cần đóng hàng tháng đó là 174 đô la 50 cent. Nhưng mà nếu như mà quý vị lương càng cao hơn nữa thì quý vị đóng hơn 174 đô la chứ không phải là quý vị đóng 174 đô la 50 cent. Nhưng mà trong trường hợp này khi mà chị đã chia sẻ với Nga thì Nga đã chia sẻ những cái điều chị cần làm để mà sẽ được miễn giảm cho nên trong trường hợp này, chị đã làm theo cái sự mà chia sẻ của Nga và chị đã được miễn giảm không phải đóng có số tiền 174 đô la 50 sen hàng tháng cho cái chương trình Medicare. và dạ, câu chuyện của quý vị từ bên tiểu bang California chia sẻ như thế này. Xin chào Nga, tháng 4 này, mình đúng 65 tuổi, đã khai hư hồi tháng 1 và được lãnh 575 đô la một tháng. Và mình cũng nộp đơn xin Medicare và đã có mình cũng có medical hiện tại nhưng vừa lãnh hưu được vài ngày nay mình check online thì thấy họ báo tháng tới mình phải phải đóng 174 đô la 50 cent cho part B chất nhiên là cho phần B của Medicare xin Nga giúp đỡ chỉ làm thế nào để mình xin không phải đóng cái lệ phí cho part B thành thật cảm ơn Nga Medicaid bên California thì gọi là Medical thì Nga có hồi âm lại như chị như vậy. Và chị cần nói chuyện trực tiếp với họ để mà cái mức lương hưu của chị á và mong muốn là họ cho chị được đủ điều kiện nhận cái chương trình Medical là cái chương trình mà tiểu bang khác gọi là Medicaid thay vì là Medicare để mà chị được miễn giảm cho cái phần phí 174 đô la hoặc là chị có thể là nói cái chương trình bảo hiểm nào của chính phủ giúp cho chị đủ điều kiện nhận thay vì là chương trình Medicare tại vì Nga thấy cái số tiền chị chia sẻ là hàng tháng đó là nhận tiền hưu là 575 đô la và chị cũng có chia sẻ rằng là mình ở California, mình có medical lâu rắm rồi. Và vì cái thu nhập thấp cho nên là khi khai hưu, đăng ký chương trình Medicare đó, chị ở California, chị có medical lâu lắm rồi và có cái thu nhập thấp. Hôm khai hưu và đăng ký Medicare, thì chị có đưa medical cho họ cùng với quốc tịch để mà họ copy. Và Nga cũng trả lời lại rằng chị cứ nói chuyện với họ tùy tiểu bang nữa, hy vọng tiểu bang California họ sẽ xét cho chị. Ngoài ra cái chương trình Call Fresh của California thì chị cũng có thể là hỏi để mà xét chứ nhiên là bên California cái Call Fresh á, còn bên những tiểu bang khác gọi là chương trình Snap hoặc là trước đây gọi là Food Stamp. Khi mà Nga chia sẻ thì chị cũng hỏi thêm là xin được hỏi Nga câu này, vậy khi thứ hai chị ra ăn xin xã hội để xin giúp là không phải trả cái phí Poppy thì chị đến chỗ Medical Office hay là chị đến chỗ Medical Office? Thì Nga trả lời rằng chị đến chỗ sở ân sinh xã hội phần Medicare. Chị cũng cần nói rằng hiện tại chị đang nhận cái chương trình Medical, tiểu bang khác gọi là chương trình Medicaid. Và kết quả là được miễn giảm như Nga vừa chia sẻ đến quý vị. Trong những cái video trước đây Nga chia sẻ có cái tự đề là hàng triệu dân Mỹ đã bỏ lỡ qua những cái lợi tức, những cái quyền lợi mà lẽ ra quý vị được nhận khi mà quý vị nhận tiền hưu. Nhất là những quý vị nhận tiền hưu và cái tiền hưu hàng tháng là thấp. Quý vị có những cái quyền lợi mà quý vị cần nói chuyện với sở ân sinh xã hội. Ví dụ như trong trường hợp này của chị từ tiểu bang California và đã được miễn cái số tiền 174 đô la 50 cent hàng tháng đóng cho Medicare một số trường hợp khi mà quý vị đến sở ứng sinh xã hội người ta xét cho quý vị về cái tiền hưu và sau đó, đó nếu như mà người ta thấy cái tiền hưu của quý vị thấp á là có thể người ta tự động người ta sẽ hỏi quý vị và người ta hỏi cho quý vị cần sự giúp đỡ này kia không và người ta hướng dẫn cho quý vị trong một số trường hợp họ lại không hỏi mình mặc dầu là thấy cái lương hưu của mình thấp nhưng mà họ không có hỏi cho nên mình cần phải chủ động để hỏi sở ứng sinh xã hội xem thử có bất kỳ cái phúc lợi nào khác để giúp đỡ cho quý vị hoặc trong trường hợp ví dụ như quý vị đã được miễn giảm cái số tiền 174 đô la trong cái tiền mà quý vị đóng cái tiền Medicare chia sẻ với quý vị xa gần để mà quý vị nằm trong cái trường hợp này thì quý vị cần nói chuyện với sở ứng sinh xã hội để quý vị được xác và nếu đủ điều kiện quý vị không phải là đóng cái số tiền này. Nga rất là kính mong quý vị nhấn cái nút share video để bà con mình nằm trong cái trường hợp này có thêm cái phần để mà tham khảo ạ. À. Dạ. Nếu như quý vị có bất kỳ cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm nào hoặc câu hỏi nào, Nga rất là kính mong quý vị để lại dưới phần video Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.